Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Kiên. Trên tay mình đây đang là chai nước hoa Chris Aventus Cologne. Đây các bạn có thể nhìn thấy. Thì có rất nhiều bạn đề nghị mình so sánh hai cái phiên bản, đó là phiên bản gốc này với phiên bản Cologne này. Thì sau đó mình có đăng video, mình có đăng một cái bài viết ở trên kênh YouTube là các bạn có muốn thử xem là mình so sánh hai phiên bản này với nhau không. Thì trước đó mình đã đọc khá nhiều những cái bài viết về ở các trang nước ngoài ấy, về cái chai nước hoa Chris Aventus Cologne này. Và mình thấy rằng có rất nhiều những cái lời phê bình và những cái điểm chấm khá là thấp cho chai nước hoa này. Vậy thì hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu xem cái mùi hương này nó ra sao, nó tệ đến như thế nào, và có thực sự rằng là có nên không mua chai nước hoa này hay không. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhá. Thì trên tay mình đây đang là chai nước hoa Aventus Cologne. Các bạn có thể nhìn thấy đây, nó có kích thước và hình dáng không khác gì cái phiên bản gốc, nó chỉ khác nhau về mỗi màu sắc và thêm chữ ở đây thôi. Thì các bạn thấy là đây là màu ghi, và cá nhân mình thì mình thích cái màu ghi này hơn, nó có phần đẹp hơn và có phần gì đó khá là sang. Còn về mùi hương thì mình sẽ review theo hai hướng. Cái hướng đầu tiên đó là mình đặt cạnh và so sánh hai mùi hương này với nhau. Thì khi các bạn xịt chai nước hoa Aventus Cologne này ra thì các bạn sẽ không còn cảm thấy cái mùi hương dứa khói quen thuộc nữa, và thay vào đó là mùi hương ngọt của cam cùng với một chút hơi cay nhẹ ở sống mũi của tiêu và gừng. Nó có cảm, nó mang đến cảm giác có một chút gì đó quen thuộc, nhưng mà nó khi ngửi kỹ nó lại khá là khác nhau. Đó, và sau đó thì cái mùi hương của Aventus Cologne này các bạn ngửi thấy mùi gỗ bạch dương khá là rõ ràng. Nó khác với phiên bản gốc, khi mà phiên bản gốc nó khói khá là dày và nó blend mùi khá là tốt. Và dry down thì cái mùi hương này nó đi theo một cái chiều hướng hoàn toàn khác với bản gốc, khi mà nó có phần phổ biến, nó có phần rất là gọi là đại trà. Khi tại vì mình ngửi cái mùi hương này khoảng tầm 4 đến 5 tiếng sau khi mình xịt thì mình thấy rằng nó rất giống một chai nước hoa mà mình đã từng ngửi qua. Thế là mình phải lục cái tủ kia thì mình thấy rằng nó rất giống chai nước hoa Versace Perfume. Đó, dry down nó rất là giống nhau, và mình nghĩ rằng là uầy lạ nhỉ, tại sao Aventus nó lại giống cái phiên bản đấy. Nhiều bạn thì còn nói nó giống cái chai nước hoa Chanel Alu Home Sport, thì mình cũng đã có video review. Nếu như bạn nào có dịp mà ngửi em này thì nhớ so sánh hộ mình nhá. Và có thể nói hai cái phiên bản này nếu như đặt cạnh nhau so sánh thì các bạn sẽ thấy rằng là Aventus Cologne thì khi xịt ra các bạn thấy một cái sự hụt hẫng khá là lớn. Nếu như bạn đã thích cái phiên bản gốc này thì Aventus Cologne này khi các bạn xịt ra các bạn thấy rằng nó khá là hụt hẫng. Nó như kiểu là kiểu khi mà mới yêu và khi yêu lâu ấy. Đấy, nó khá là hụt hẫng luôn, và nó không như mong đợi của các bạn. Đó, còn nếu như mình sẽ đứng thang khía cạnh thứ hai là nếu như các bạn là một người chưa ngửi qua cái phiên bản gốc này mà ngửi cái phiên bản này thì các bạn sẽ thấy những cái điều sau. Đó là khi xịt cái mùi hương này các bạn sẽ thấy rằng mùi cam rất là ngọt, rất là tươi, rất là mọng nước cùng một chút tiêu và gừng, nhưng mà nó không gây khó chịu cho người ngửi. Và sau đó thì gỗ bạch dương rất là rõ ràng, nó có phần gì đó gọi là mùi hương này nó sáng hơn cái phiên bản gốc này. Và khi dry down thì mùi hương này nó theo xu hướng hiện nay, đó là dễ ngửi, dễ tiếp cận và khó mà chê được cái mùi hương này. Các bạn sẽ, nó không quá đặc biệt, nó gọi là đúng kiểu phổ biến, rất là kiểu gọi là đại trà. Còn về độ bám tỏa của phiên bản Aventus Cologne này thì các bạn phải xác định rằng đây là phiên bản Cologne, nên là các bạn không thể nào trông chờ là một mùi hương Cologne nó phải bám tỏa khủng khiếp, nó bám tỏa tốt bằng phiên bản này được. Nó là điều gần như là không thể. Và chai nước hoa này thì nó khoảng tỏa hương khoảng tầm nửa tiếng đầu khá tốt, và sau đó nó sẽ chỉ trở thành skin scent thôi. Và nó bám trên da mình khoảng tầm 4 đến 5 tiếng. Đấy là một ngày trời khá là mát. Còn nếu như mình nghĩ rằng nóng thì nó sẽ bám kém hơn. Về giá tiền thì hai em này có giá khá là tương đối với nhau. Phiên bản Cologne lại có giá bằng phiên bản Eau de Parfum thì chúng ta cũng phải cân nhắc. Còn bây giờ nếu như hỏi mình là có nên mua phiên bản này hay không thì mình sẽ nói theo hai khía cạnh nữa. Đó chính là nếu như bạn là fan của nhà Chris và là bạn là fan cứng của chai nước hoa Aventus này thì việc bạn sở hữu chai nước hoa Aventus Cologne này nó cũng là được. Nếu như tài chính của bạn tốt thì bạn cũng có thể sở hữu phiên bản này. Thứ nhất là về thiết kế nó,
trông rất là đẹp, rất là hiện đại, rất là sang trọng. Về mùi hương nó cũng khác khoảng tầm 60-70% so với mùi hương phiên bản gốc. Vậy nên đây là một cái mùi hương, là một cái lựa chọn khá là mới so với những người hâm mộ nhà Creed và hâm mộ chai nước hoa Aventus. Và chai nước hoa này thì mình nghĩ rằng nó có phần đa dụng hơn với phiên bản này. Đó, đặc biệt nếu như bạn nào không thích cái nốt khói nhiều hay là nốt dứa nhiều thì đây là một cái gọi là một cái sự mới, bắt đầu khá là mới mẻ cho các bạn, một cái khởi đầu khá là mới cho các bạn, khá là ok. Còn nếu như bạn là một người gọi là mua để sử dụng thì bạn đã thích phiên bản này rồi, bạn đã sở hữu phiên bản này rồi và bạn quá không đến mức là quá hâm mộ nhà nước hoa này thì đây là phiên bản bạn không nên mua, sẽ khá là phí tiền. Tại vì phiên bản này với một cái giá tiền khoảng tầm 4-5 triệu cho một cái mùi hương như này thì bạn có thể lựa chọn rất nhiều những cái mùi hương khác mà nó sẽ có những cái nốt hương mở đầu và ở giữa, mở đầu ở giữa và dry down, nó giống như cái mùi hương này và không phải trả một mức giá quá là đắt cho em nó. Hoặc là bạn là một người thích cái vai mùi của Aventus nhưng mà không chịu được những cái việc lùm xùm, những cái vụ bát biết các thứ, thì mình chưa thấy phàn nàn quá nhiều về cái phiên bản bát của chai nước hoa Cologne này, thì các bạn có thể lựa chọn cái phiên bản này. Tất nhiên là nên khuyên các bạn là nếu như không làm fan của nhà Creed và không quá là yêu thích thì các bạn nên mua, nếu như trước khi mua full thì các bạn nên mua chiết để thử mùi chai nước hoa này. Tại vì mình thấy rằng là so với cái giá tiền như vậy thì mình nghĩ rằng các bạn không nên blind buy ngay khi mà nghe review em này. Đó, nếu như em này nó có giá khoảng tầm 2,5-3 triệu thì mình nghĩ rằng nó sẽ dễ tiếp cận đến người dùng hơn. Và nhiều người cũng nói với mình là đây là cái sự thất bại và dẫn đến lý do nhà nước hoa này phải bán. Thật ra thì mình cũng không biết là vì sao họ bán, nhưng mà thực sự rằng là đây là một cái phiên bản gọi là đứng trên một cái cương vị là một người mình đã gửi qua khá nhiều phiên bản gốc này rồi. Và mình thấy rằng là nhìn nó cũng khách quan nhiều mặt hơn một chút, thì cái phiên bản này nó là một cái bước đi khá là mới của nhà nước hoa này, và là nó họ cố muốn bứt ra và gỡ cái bức tường mà họ đã xây rất nhiều, nhưng mà họ nghĩ rằng là cái phiên bản mới này sẽ vượt qua được nó, nhưng mà thực sự rằng là đây đã là huyền thoại rồi và để vượt qua được huyền thoại nó rất là khó. Vì thế là tất nhiên khi không vượt qua được thì bạn chỉ là người thất bại thôi. Đó là toàn bộ cảm nhận của mình khi ngửi chai nước hoa Creed Aventus Cologne này. Và mua hay không, và nếu như bạn đã sở hữu hay chưa thì các bạn hãy comment phía dưới cho mình. Và đừng quên like, subscribe và chia sẻ kênh của mình nha. Bye bye.